Em chào các bác nhá, hôm nay đã trở lại kênh. Hôm nay em xin review con máy tiện chống tâm 1.500 Takisawa. Con này thì được cái lỗ lớn là lỗ này là lỗ 78 nhá. Thì bây giờ em sẽ đo cái kích thước của máy cho bác xem. Cái bác nào cảm thấy là máy này phù hợp ấy, thì liên hệ với em. Đây là em trước hết đo cái lỗ này. Lỗ này 78mm này. Lỗ 78mm. Được cái nước sơn con này còn 7 điểm nhá bác nhá. Nước sơn còn 7 điểm. Con này tem 3 sọc. Nước sơn 7 điểm. Được cái băng bi của con này nó còn rất là ok nhá. Băng bi rất là ok. Có hầu. Đấy. Tâm cao bác nhá. Đây, bây giờ em sẽ soi cho bác xem này. Cái mâm cặp này rất lớn này, 3 chỗ lật. Con này được 301 này. Mâm cặp được 301 nhá. Đây. 301. Mâm này thì rất là ok nhé. Đây. Tên hiệu của con này là Takisawa này. Takisawa. Được cái mấy cái gờ này còn tốt nhá. Còn tốt, lỗ lớn luôn. Thì đây em sẽ đo diện tích này. Con này 640 qua băng. Còn cái này em đo thử xem. Rồi bao nhiêu? tám 16 tức là 760 qua hầu. 760 qua hầu. Đây qua bàn giao này là được 170 là 340 qua bàn giao. Đấy, được cái nó còn rất là ok nhá. Tem là tung xích nó còn ok. Còn đây cái này để đây nhá. Tại vì để đây nó hay vướng xe cộ ra vô hoặc là trên công hàng nó vướng rồi nó tháo ra. Nên tất cả mọi cái đây nhá. Còn rất là ok. Bít me còn rất sáng. Đấy. Băng bi này, ok ha. Nó theo được cái gilet này các bác nha. Theo được cái gilet. Thì lỗ đường kính trong của gilet đó là 201 theo đường kính gilet. Có máng nước. Đấy thì sau khi đọc các thông số thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0938 312 207. Thì bây giờ em đọc lại kích thước cho bác xem nhé. Qua băng đo thực tế. Qua băng đo thực tế là 640. Qua băng thực tế là 640 này. 320 là được 640. Qua hầu được 760. Qua bàn giao được 340. Đấy, máy thì nước sơn còn 7 điểm. Đó, tem 3 sọc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em 0938 312 207. Đấy các bác ạ. Đấy, nước sơn còn rất là ok. Còn con bên này là máy tiện Okuma chống tâm 3m. Thì con này là có hầu nhá. Có hầu. Trên băng là còn vảy cá hết luôn. Qua hầu được 940, qua băng được 720, qua băng 720, qua bàn giao được 460, chống tâm 3m2, hiệu Okuma. Đấy, anh em có nhu cầu máy tiện dài hết 3m thì liên hệ với em 0938 312 207. Sau đây thì em còn một con máy nữa, con này chống tâm là 3m3. Đấy, con này là lỗ 80, hiệu Mazak, lỗ 80. Em sẽ đo cụ thể cho bác xem luôn. Đây nữa nhá. Em xin giới thiệu con Wasino nhá. Con Wasino này thì hiện tại em đang bán với giá là 65 triệu. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ em. Đầy đủ đồ nhá. Đầy đủ hết. Tại vì nó mới về nên là em còn một số đồ ở phía trong, em đang để phía trong. Đấy, 65 triệu con Wasino này nhá. Bác nào làm việc thì liên hệ với em. Đấy, em sẽ bao chạy cho bác nha. Đấy, Wasino. Thế đây em nói tiếp vào con Mazak này. Con máy tiện Mazak đây nhá. Đấy, Mazak. Con này thì lỗ của nó được 80 mm. Mâm cặp 310. Đó. Qua băng được 600.
qua băng là 600, qua bàn giao khoảng được 170. Để em đo thử nó xem luôn. Đây quang 170 này, 170. Con này có Gillette luôn nhá. Có Gillette luôn. Rồi à, thứ hai nữa là con máy tiện Morning Senki này em đang bán với giá 77 triệu anh em nhé. MRS 50 77 triệu. Đây, để em bác nào để em xoay kỹ cho bác xem luôn nhá. Đây con Morning Senki này em đang bán với giá 77 triệu. Để em xoay cho bác xem luôn. Đây thì dung sai cái này là chưa có vạch nào nhá. Chưa có vạch nào luôn. Rất nhẹ nhàng. Máy tiện Morning Senki thì được cái là băng thép nên là nó ít hao mòn các bạn này. Đây em sẽ tại sao mà chưa có vạch nào đây em quay này. Đây quá ha. Đấy. Bác nào mua con này thì sờ vào tay quay cảm nhận thì sẽ thấy nó chưa có vạch nào độ dơ. Nước sơn đây. Nước sơn con này cũng khoảng 7 điểm. Băng bi bằng thép ok. Nước sơn ok nhá. Tuy nó hơi xấu xấu một tí nhưng mà nó còn tốt các bác nha. Đấy thì con này em đang bán với giá 77 triệu nhá. Đấy, anh em mà có nhu cầu liên hệ em con này. Rồi tiếp theo tới con này, con Mazak này. Mazak này thì nước sơn là cực đẹp luôn. Tuy là nó kiểu như hơi quét quét ấy, bên Nhật họ quét quét nhưng mà nói chung là còn rất là đẹp. Đấy thì đây anh ạ. Đây em xem thử đây. Nước sơn còn rất là ok. Đấy thì bây giờ em sẽ đi theo cho các xem này. Đấy, hiệu Mazak này. Mazak này, con này 4312 là 12 số này. Đấy. Băng bi là còn ok này. Mâm cặp còn ok này. Trên này nó còn hoa bông vảy cá hết luôn nhá này. Đấy, hoa bông vảy cá hết luôn. Cũng còn rất là tốt ạ, rất tốt nhá. Thì đây là còn một số là tem mạc của Nhật nó còn nguyên đây. Đấy, như là người ta còn nguyên như thế nào em để như vậy luôn. Thì bây giờ em sẽ đo kích thước cho bác xem luôn nhá. 230 qua băng được 500, qua bàn giao được 260. Chống tâm. Chống tâm được 950. 950. Đó. Chống tâm bàn giao được 950. Chống tâm máy được 950 nhá. Rồi. Con này mâm cặp được 200. Qua băng được 500. Qua bàn giao được 240. 240. Chống tâm được 850. Đây, MS 850. Rồi, em sẽ đi ra trước các bác xem con khác nha. Đây, em còn con máy chấn lớn này. Con này thì từ hôm về đến giờ em cũng chưa lắp ráp. Để em lắp ráp rồi sẽ liên hệ các bác. Đây. Hiện tại thì con này là máy tiện Hawa Sang Jong. Con này là 485 x 1000. Con này là thuộc về dạng máy rất là lớn. Thuộc về dạng cái đầu nó rất là lớn. Đây ví dụ như là bản thân ấy, nguyên cái đầu hộp số của nó là nó phải rộng đến 700. 700 hộp số. Đấy nhưng còn ví dụ như con Blue Line này này thì hộp số của nó mới chỉ được 580 thôi, 600 thôi. Đấy đã lớn hơn 10 phân lắm. Đây nhá. Hai cái đầu hộp số nó rất là lớn, bự nhá. Đấy, con này là thuộc về hàng khủng, hàng tiện cụt. Đấy thì con này em cũng đang bán với giá khoảng chừng 100 triệu. Đấy. Con này 470-77-14 tức là được 540 qua bàn giao. 540 qua băng nhá, 540 qua băng, 270 là mâm cặp. Cái này là 150 qua bàn giao. Chống tâm là 1000.
Đấy, con này giá 100 triệu anh em nhé. Đây, 485 x 1000, 485 x 1000. Đấy, con máy như này em bán giá là 100 triệu các bác nha. Đấy, máy lớn, máy khủng. Đấy, nhìn thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với các dòng máy khác. Đây, em sẽ soi cho các bác xem thử đây. Đấy, hai cái đầu máy là rất là khác nhau nhá. Đấy, hai đầu máy rất là khác nhau. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì sau đây là con máy này. Con này máy tiện Blue Line này. Máy tiện Blue Line, con này lỗ lớn này. Lỗ của nó được 85, mâm cặp được 700, qua hầu 1300. Và qua bàn giao để em đo xem là con này qua bàn giao bao nhiêu này. 240. 240 qua bàn giao, tức là được 408 nhá. 408 qua bàn giao. Đấy, còn qua băng thì con này qua băng xem. Qua băng khoảng được 1000. Qua băng 1 mét. Con này máy tiện Blue Line 1 mét nha các bác nha. Máy tiện Blue Line 1 mét. Thì cái băng này đặc biệt nó rời ra rời vô được. Đây, có cái tay quay này này. Băng trượt này. Đấy, quay cái nó rời ra, chạy vô ha. Đấy, nó kéo dài thêm được. Thì cơ cấu ở đây là mình cứ mở cái này ra. Mở cái băng trượt này ra là mình kéo dài ra được nhá. Kéo dài ra, ra rô được ha. Đây, nhờ trên này có cái băng trượt này. Đấy, kéo dài ra được. Thì máy kéo dài ra được nhá. Thì các bác xem là có nhu cầu máy này thì liên hệ với em. Con này tiện cụt. Có con này đầu nó rất là bự nhá. Và tiếp tục với con Blue Line này. Để em cho các bác xem luôn. Con Blue Line này thì được cái là mâm cặp còn rất đẹp này. Mâm cặp còn đẹp này, ba chấu lật này. Hiệu Takisawa này, rất đẹp này. Đấy là qua hầu được 800. Qua hầu 800, qua băng được 600 và qua bàn giao được 300, chống tâm được 800. Đấy, ok ha các bác ơi. Đấy. Lỗ được 600. Đấy. Nó còn zin nguyên bản. Tuy nhiên là con này phải lau chùi lên nó mới đẹp được. Đấy. Con này còn phải lau chùi nó mới đẹp nhá. Đấy, anh em xem có nhu cầu con này thì liên hệ với em. Tên hiệu là Blue Line. Rồi, tiếp tục em có một con máy tiện Mori nữa, tem nhôm. Con này em đang bán với giá 77 triệu. Đấy, nước sơn còn ok hết nhá, nước sơn còn 7 điểm. Đấy, soi cho anh em xem. Đây, con này giá 77 triệu ấy. Em sẽ đo các kích thước cho anh em xem luôn nhé. Mâm cặp 230, qua băng 500, qua bàn giao là 125, là còn được 250 qua băng. À, qua bàn giao 250, chống tâm 850. Rồi, con này là anh em làm thì liên hệ với em. Đấy, giá 77 triệu. Tới là con máy này. Con máy tiện này đang bán với giá là 18 triệu các bác nhá. Tiện mini nhỏ để trong gia đình. Có thể tiện gen được, tiện tự động được nhá. Đây, cần tiện gen được này, tiện tự động được này. Đấy, có đài giao hết luôn. Rồi, tiện gen được, tiện tự động được nhá các bác nhá. Rồi, em soi vậy. Em cảm ơn các bác đã quan tâm.